chúng đóng là chỉ trăm cái gà đi 10 năm. Thì đó là cái chỗ đó mà anh em nhìn vào em biết là trồng này nó có giá trị. Cái câu chuyện của nó thì nhắn ở chỗ nào? Nó chỉ một điểm thôi, lúc mà mình làm với em quen thì nó là mình đó 10 ngàn cũng tới chắc 7 ngàn bên kia nó lại chụp. Vậy những cái đập lại mình bày nó sụp vào nghe cảm thấy khó, thấy khó vậy đấy mình. Tức là ngay lập tức mình phải ra cái chuyện này nó có giá trị để có thể lan tỏa đưa nó phát hiện ra được cái câu chuyện còn lại kể như thế nào. Thật ra anh thấy khá là thú vị với những cái sự kiện văn hóa thôi. Thì thật ra nó đơn giản là khi mình nhìn thấy những người cùng ý tưởng thì mình muốn cùng làm. Thì việc sự kiêu hùng tính tới nay đã trình làng hơn 300 phút phim với các dự án nổi bật như là Bình Ngô Đại Chiến, Lý Thường Kiệt, series Lý Thường Kiệt Đại Chiến Như Hoài Giang, Lý Thường Kiệt Đại Chiến Ung Châu Thành, cũng như là series Đa Bang Sắc. Khó khăn nhất đó sẽ là nằm ở chỗ câu chuyện thứ nhất để anh làm lại, làm mới những sản phẩm văn hóa cũ á, thì trước tiên anh phải hiểu cái sản phẩm đó đã. Mà ví dụ như Taro Kiều đi, truyện Kiều nó không hề dễ để mà một cái người trẻ có thể cảm nhận được, vì nó là một cái chiều sâu tâm lý, chiều sâu tình cảm. Mà để mà anh có thể đi vào cái chiều sâu tình cảm đó, nó một phần là như là mình phải liên hệ những cái trải nghiệm của mình. Rồi nếu như mà cái trải nghiệm đó mình không có, mình phải tìm ở đâu đó, và mình phải học cách đồng cảm với những cảm xúc đó. Thì cái quá trình, đối với anh thì cái quá trình viết nó không khó, nhưng những cái chất liệu mà nằm ở bên dưới á, để mà anh có những chất liệu đó, nó là quá trình rất khó. Thì ban đầu dự án định làm một năm thôi, nhưng mà chính vì cái quá trình dựng nên cái để mà có được những cái chất liệu phù hợp đó, nó mất thời gian, cho nên cuối cùng dự án thực hiện trong 2 năm. Thì anh tin là đối với anh một cái quan điểm của anh đó là văn hóa nó là đời sống. Thì ngày nay chúng ta cũng đang sống trong cái bầu văn hóa của chúng ta. Ông bà chúng ta chỉ là những cái hiện thân trước chúng ta. Thì câu chuyện đó là làm sao chúng ta tiếp tục cái sự tiếp nối đó, không cần phải nhìn nó quá cao, không cần phải nhìn nó quá thấp. Nó hoàn toàn thật sự là ông bà mình như vậy, mình hiểu cái điều đó, nhưng mình chọn làm như thế này. Đó là một cái thông điệp mà anh rất thích làm.